Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, đừng bỏ lỡ. Mua một ly McCafe Latte, Mocha hay Macchiato cỡ nhỏ chỉ 2 đồng tại McDonald's, giá cả và địa điểm có thể khác nhau. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 469 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. California for All. Để biết thêm chi tiết, mời quý vị vào trang covid19.ca.gov. Thức dậy và dùng điểm tâm với món bánh mì gà khoái khẩu. Mua 2 bánh chicken McWiddles đậm đà hay McChicken Biscuit nóng chỉ có 3,50 đồng. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Thưa quý vị, ngày hôm qua trong buổi họp của Hội đồng thành phố LA đó, thì người ta, các cái nghị viên của Hội đồng thành phố đã quyết định là sẽ bỏ phiếu để mà chuẩn bị ra một cái luật là yêu cầu các nhà hàng, quán ăn, những cái nơi mà bán hàng mà to go đó sẽ không có cung cấp những cái đồ giống như là muỗng, nĩa, khăn giấy hay là những cái gia vị đi kèm nếu như mà người khách không yêu cầu. Thì cái chuyện này nó giống như là cách đây vài năm mà cũng từ đầu tiên từ thành phố LA đã ra cái quy định là không có đưa cái ống hút nhựa cho khách nếu như người ta không có yêu cầu. Thì bây giờ tiếp tục là cái mục đích của cái luật này họ sẽ đưa ra là nhằm để vừa là bảo vệ môi trường mà vừa để tiết kiệm. Thì cái điều này cũng đúng, bởi vì bây giờ đó chúng ta thấy rằng là đôi khi mình mua đồ to go về nhà, rồi họ đưa một cái đôi đũa, rồi một cái muỗng, cái nĩa gì đó, nhưng mà đôi khi mình không có xài, cái mình vứt, mình ăn bằng cái muỗng ở nhà mình. Hay là những cái gói gia vị đi kèm theo khi mà mình ăn pizza, hay là những cái gói đủ thứ hết á, đôi khi cũng không dùng luôn, cái cũng vứt hết vô thùng rác. Thì cái đó nó rất là lãng phí. Thì ngày hôm qua Hội đồng thành phố LA đã đồng ý với nhau là sẽ soạn ra cái quy luật, cái luật này để mà yêu cầu các nhà hàng sẽ thực hiện như vậy. Các nhà hàng, kể cả người ta gọi là các cái bếp ma, tức là những cái nơi nhà hàng mà không có khách ăn ở đó, chỉ làm cái nơi họ nấu nướng xong rồi là to go thôi, thì cũng phải thực hiện những cái điều này. Thì Ngọc Anh thấy nó cái điều đó hay á. Những người mà bán đồ ăn ở nhà ở trên Facebook thì có cần phải đưa muỗng nĩa to go hay không? Tôi thấy có nhiều người bị chửi rằng là không chịu đưa muỗng nĩa để cho người ta mang về nhà ăn. Thì bây giờ cái luật này đưa ra là để tiết kiệm như vậy đó. Thì ai yêu cầu thì nói trước là bây giờ mình đi vô nhiều cái chỗ mà của Việt Nam á, thì thử họng họ để cái ống hút. Nhưng mà mình sẽ thấy, để ý kỹ sẽ thấy rằng là thường cái ly đó sẽ không có ống hút, mà mình hỏi á, thì người ta sẽ đưa. Thí dụ như là cái Ngọc Lan mà vô Starbucks mua một ly là cái ly gì đó mà lạnh đó để uống đó, thì mình phải hỏi cái ống hút người đúng ta mới rồi, đưa. Đúng rồi. Không thì cái nắp của họ nó đã có một cái khoét, một cái lỗ sẵn rồi để mình có thể uống bằng ly được đó. Đó thì mình phải hỏi người ta mới đưa. Thì bây giờ là để cho cái chuyện mà bảo vệ môi trường, bởi vì cái đồ, nhất là cái đồ nhựa đó, thì nó cái thời gian để tiêu hủy nó rất rất là lâu. Cho nên để mà bảo vệ môi trường thì người ta tránh làm sao để thải ra nhiều cái rác thải như thế. Cho nên bây giờ quý vị sẽ thấy người ta xài ống hút giấy nè, hay là để ý phụ huynh nào mà có con nhỏ nhỏ ở nhà đó, các em nó hay lắm, nó sẽ không có uống ống hút nhựa nữa nha. Rồi nó sẽ tránh tối đa là uống ống hút nhựa, rồi các em tự mua những cái ống hút bằng thủy tinh hoặc là inox á, để mà có thể rửa rồi mình xài lại. Chứ cái chuyện mà ống hút nhựa, nhiều người lớn cũng sẽ thấy khi mà cái ý thức người ta đã bắt đầu ý thức được cái việc này á, họ sẽ rất là khó chịu nếu mà vô chỗ nào á, tự động một người nào đó cắm cái ống hút vô cho họ. Họ rất là khó chịu về chuyện đó. Thì mỗi cái một chút thì nó sẽ góp phần để mà giảm đi cái chuyện ảnh hưởng về môi trường, cũng như là những cái gói mà gia vị như Ngọc Lan nói đó, nó lãng phí quá không. Thì sẽ bớt đi. Tôi không thấy lãng phí. Ngọc Lan ăn pizza mà không dùng mấy cái gói gia vị đó là coi như mới là lãng phí đó. Là tại vì đó, ăn pizza thì phải có cái gói ớt khô nè, rồi cái gói parmesan cheese nè,
rắc lên nó đúng mới ngon. Đúng rồi, nhưng mà đã nói là khi nào người ta cần thì đưa. Ví dụ bây giờ lần đầu mình mua cái pizza họ đưa cho mình cả chục gói, mình về mình ăn có 2-3 gói còn lại, thì lần sau khỏi giờ cần nữa, khỏi đưa nữa, chữ cũng hết hạn đó. Rồi lại vứt bỏ. Ừ. À, trở lại vấn đề ngày hôm qua, tôi có nhắc với quý vị là 17 tháng 3 ngày hôm qua là ngày hạn chót để mà những người kêu gọi truất phế ông Gavin Newsom, thống đốc của tiểu bang California đó, phải nộp lên cho bên văn phòng bầu cử những cái chữ ký mà họ đã thu nhập được. Thì ngày hôm nay bắt đầu công việc của cơ quan bầu cử là phải xem xét coi những chữ ký đó có hợp lệ hay không. Thì tôi mới đọc tờ báo ngày hôm qua thì thấy là ông Gavin Newsom cũng biết cái chuyện này. Và ông nói rằng là tôi sẽ cố gắng để mà đánh trả lại cái việc truất phế tôi. Và tôi đang vận động để có thêm nhiều tiền để mà trả tiền cho cái việc đánh trả lại những cái người mà kêu gọi truất phế ông. Cái việc truất phế của ông đó không phải là lần đầu tiên, mà trong 2 năm qua đã có 6 lần tổng cộng người ta kêu gọi truất phế ông Gavin Newsom. Nhưng mà cũng có một cái khoảng thời gian ông được sáng chói, đó là bắt đầu hồi đại dịch, người ta nói tới tiểu bang California là tiểu bang sáng chói trong cái việc mà đưa ra những cái lệnh thi hành bắt buộc phải ở nhà sớm nhất nè, rồi nhiều cái để mà người ta không bị lây nhiễm dịch bệnh. Nhưng mà sau đó một thời gian ngắn thôi thì bắt đầu người ta nói tới ông này làm quá đáng rồi, lệnh ở nhà kéo dài, trường học đóng cửa, vân vân. Rồi người ta mới có những cái đưa ra là kêu gọi truất phế ông. Qua cái trang mạng của cái trang mạng có tên là Ballotpedia thì cho thấy rằng là những cái cuộc bầu cử để kêu gọi truất phế một nhân viên, một người làm trong chính phủ nào đó đó, thì có cơ hội để mà đạt được cái mục đích thì chỉ có khoảng 50% thôi. Còn lại 50% đó thì nó chia ra làm nhiều lắm. Thí dụ như là có 26% được đưa vào lá phiếu, là đã được chấp thuận đó, đưa vào lá phiếu. 15% là thua nè, tức là không có bị truất phế. Rồi sau đó hiện tại thì có 5% là đang vẫn còn tiếp tục thi hành, và cái người đó bị chuyển qua một làm một công việc khác là có 3%. Thì đó là những cái mà người ta gọi là cái bảng thống kê đó. Năm 2018 thì những người làm trong văn phòng chính phủ bị kêu gọi truất phế, bị đưa đơn truất phế đó là tới 206 vụ, mà có 77 vụ là được chấp thuận để lên thành lá phiếu. 2017 thì 241 vụ, 2016 thì là 282 vụ. Quý vị thấy đây, những con số cho mình thấy rõ ràng là truất phế thì nó không phải là gì mới lạ hết. Nó là có hàng năm những nhân viên chính phủ nào mà làm việc người ta nói rằng là bê bối đó, thì đã có những cái cuộc vận động để mà kêu gọi truất phế người đó. Cuối cùng Ngọc Lan nghĩ một cái tin đó thật là vui để xóa đi những cái ảm đạm mà tin không vui ngày hôm nay. Đó là hồi tuần qua thì có một cái tiệm mà bán đồ giống như là bán đồ trang trí rồi đó, bán đồ nghệ thuật rồi đó, đã bị một cái chiếc xe tông vào cái bức tường, làm cho cái bức tường đó nó hơi rung rinh chút, nó cũng chưa phải thiệt hại gì nặng nề lắm. Thì cảnh sát được gọi đến và cảnh sát ngay lập tức đã xác nhận rằng ô, cái người tài xế mà đụng vào cái bức tường này á, quả thật là không có kinh nghiệm lái xe. Nhưng mà cảnh sát không có lấy được lời khai của tài xế này, bởi vì tài xế đó là một con chó. Tức là cái chiếc xe Jeep của người chủ đậu ở bên cây xăng, đào ra ông mà gài cây thắng lại, xong ông đi qua bên cái tiệm kia ông mua đồ, thì ông nghĩ là đoán rằng là chắc con chó nó ngồi trên xe đó, nó làm sao nó quật một cái thắng nó bị không có gài nữa, nó bật lên, thế là chiếc xe từ từ chạy tông vô bức tường đó đó. Thì không có thiệt hại gì nặng nề, nhưng mà người ta nói cái bản tin viết rất là vui, nó con chó đó đã bị tước cái bằng lái xe rồi, không cho nó lái nữa. Nhưng mà cái cô chủ tiệm đó thì cô đó cũng rất là dễ thương, cô nói ngày hôm sau thì cái người chủ dẫn con chó vô trong cái tiệm đó thì nó cũng cái mặt nó đều rất là giống như là hối lỗi, rồi cô đó cũng xoa đầu nó vân vân. Thì có những cái chuyện mà người ta viết những cái bản tin rất là hài hước. Ủa thế mà con chó làm sao mà gạt được cái thắng tay xuống? Nếu mà cái thắng tay mà mình kéo lên đó thì cái bây giờ không biết là lý do tại sao ông đó ông thắng cái xe, ông để con nhiều chó khi ông ngồi quên trong đó. Ông chưa kéo thắng tay. Thì đó đây là cái hình ảnh mà cái con chó mà đã lái cái xe. Nhưng mà Ngọc Lan đọc cái bản tin mà vui nhất rằng là bản tin viết rất là hài hước, rằng là cái người
quả thật là tài xế là người không có kinh nghiệm, nhưng mà cảnh sát không thể nào lấy được lời khai của người tài xế này bởi vì đó là một con chó. mình xem những cái này để thấy được là có những cái chuyện nó vui, có những cái bản tin viết là mình rơi nước mắt, nhưng mà có những bản tin làm cho mình là phải tức cười. Cảm ơn anh Trường đã đến với chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay. Hẹn gặp lại anh vào tuần tới. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sáng ngày mai. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị trong suốt một tiếng đồng hồ vừa qua, và ngay sau Cà phê sáng sẽ là trực tiếp luôn thưa quý vị, chương trình Thời sự Thế giới cùng với Hoàng Trọng Thụy và Thảo Yên. Xin kính chào quý vị.